Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và quý bạn đồng nghiệp nhé. Đây là kênh của Charlie Hiểu Võ, phát hình từ Orange County, miền Nam California, USA. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, 24 Tây tháng 5, năm 2022. Vào lúc 11:30 sáng đã có một vụ nổ súng thương tâm vào một trường tiểu học tên là Robb Elementary, thuộc tiểu bang Texas. Theo thống đốc Rick Abbott, 14 học sinh tiểu học và một giáo viên đã chết sau một vụ xả súng tại trường. Trường tọa lạc cách San Antonio 80 mai về hướng Tây, từ đó xuống biên giới Mỹ chừng 75 mai nữa. Thành phố này nhỏ xíu, có khoảng chừng 16.000 dân mà thôi, mà hầu hết là người dân Latino, có nghĩa là người dân Nam Mỹ đó các bạn. Thành phố ấy tên là Uvalde. Nghi phạm 18 tuổi là một học sinh tại trường trung học Uvalde cũng đã chết. Anh này đã bắn chết 14 học sinh một cách khủng khiếp mà không thể hiểu nổi. Đồng thời giết thêm một giáo viên cũng chết luôn. Nghi phạm cũng đã bị cáo buộc là đã giết chết bà của anh ta trước khi vào trường và một lần nữa nổ súng tại trường. Kẻ xả súng đã được xác định bởi các nguồn thực thi pháp luật và thống đốc Salvador Ramos. Ông đã cho biết rằng thủ phạm đã có một khẩu súng ngắn và một khẩu súng dài. Bệnh viện ở tại địa phương Uvalde Memorial cũng cho biết là 15 người đã vào bệnh viện, rồi có thêm một người 45 tuổi cũng phải nhập viện sau khi bị đạn sượt qua. Bệnh viện Đại học Y tế khu đó cho biết có một phụ nữ 66 tuổi và một bé gái cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch. Một số nạn nhân của vụ xả súng là con của các nhân viên hải quan và tuần tra biên giới. Đài ABC theo lời tin của tin nhắn từ thị trưởng Don McLaughlin, ông ấy nói rằng đây là một tình trạng rất tồi tệ. Họ đang cố gắng liên hệ với các phụ huynh trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào đó. Về phần học khu Uvalde, đã được thông báo ngay liền lập tức là có một kẻ đang xả súng tại trường tiểu học Robb và yêu cầu mọi người tránh xa khu vực này. Từ trường có học sinh lớp 2, lớp 3, lớp 4 đã lập tức vận chuyển các em ra một khu gọi là Civic Center, tức như là một cái khu trung tâm của thị xã, để làm địa điểm đoàn tụ và phụ huynh được thông báo để đón con về. Quý vị phụ huynh đã lo lắng hốt hoảng, lo cho sinh mạng của các con em mình vì các em còn quá nhỏ. Họ vội vã chạy đến trung tâm tòa thị xã để đón con họ. Tin tức cho biết, ngay lúc đó một tin nhắn trên Twitter cũng đã thông báo có một kẻ xả súng đang hoạt động và mọi người nên hợp tác bằng cách không đi đến khuôn viên của trường học. Sau này nếu có tin gì mới thì họ sẽ thông báo sau. Cảnh sát tại quận Big Sa và sở cảnh sát San Antonio cũng đang gửi viện trợ và có sự trợ giúp của cơ quan FBI nữa. Còn có thêm một cơ quan có thẩm quyền điều tra nữa, gọi là Cục Quản lý Rượu, Thuốc Lá và Súng rồi Chất Nổ, cho biết họ đang hỗ trợ điều tra. Trên nữa là Bộ An ninh Nội địa đang tích cực phối hợp để điều tra luôn. Quan chức hải quan và biên phòng trong khu vực cũng đang có mặt tại hiện trường. Mình rất lấy làm thương tiếc với các em học sinh tiểu học đã mất đi và thành thật chia buồn với các vị phụ huynh và gia đình. Thử hỏi các em lớp 2, lớp 3, lớp 4 có tội tình gì mà bị chết vì súng như thế? Chắc chắn các em còn lại sẽ có những ngày đêm hoảng sợ, kinh hoàng trong một thời gian dài và có thể là không bao giờ quên trong phần đời còn lại của các em. Vì lẽ, trong cuộc đời của mình đã từng trải qua hai lần như thế, các bạn. Lần đầu vào năm 1982,
mình bị chính ông dượng của mình, tất nhiên là ông chồng của bà cô mình đó, ông ấy đã đến tiệm nail mình đang làm, chĩa súng vào đầu và ra lệnh cho mình phải đi qua thành phố khác mở tiệm, không được làm vòng vòng khu thị xã Hawthorne, Inglewood. Lúc ấy mình đã gọi 911 và cảnh sát đã đến và hỏi ông ta cây súng đâu. Ông ấy đã nhanh tay vứt cây súng xuống ở cống nước ngay trước cửa tiệm. Vì trời đang mưa lớn cho nên nước cuốn cây súng trôi đi luôn. Ông ta chối là không có súng. Sau đó vì không có vật chứng nên được ra lệnh đi ra khỏi tiệm, phải về nhà. Kế đến là lần mình bị chĩa súng lần thứ hai. Năm đó vào năm 1983, mình đang bán hàng ở trong tiệm supply thì có một người đàn ông Việt Nam hơi quen quen bước vào. Hai tay của ảnh thọc trong túi áo. Anh ta vốn là chồng của một chị thợ nail ngoài tiệm Men Trap Nail and Hair. Bởi vì anh ta ghen với một người nhân viên làm receptionist trong tiệm. Anh lo sợ là vợ anh có tình ý gì với người này. Sau đó anh đã rút súng lục ra và chĩa vào trán mình, hăm dọa sẽ thanh toán người đó. Mình phải hạ giọng nói nè, khuyên can anh ta cất súng rồi từ từ nói chuyện. Sau đó vài phút anh ta đồng ý ra về, mình đã gọi ngay cảnh sát để lập biên bản. Trong hai trường hợp bị chĩa súng kể trên, vì cảnh sát đã cho mình một tấm card visit, tất nhiên là một cái tấm card giới thiệu tên và cái cơ quan cảnh sát thị xã nơi mà ông cảnh sát phục vụ. Trên card, ông có cho một dãy số mật mã gọi là case numbers. Ông bảo tôi nếu sợ hung thủ trở lại thì cầm tấm card này đi ra tòa ở ngoài thị xã hay ra tòa của quận đó để mà làm một ít công việc. Tại tòa án của quận, tôi đã được hướng dẫn để xin một tờ giấy gọi là giấy ngăn cấm. Tiếng Mỹ nó gọi là restraining orders. Giấy này ngăn cấm hung thủ lại gần tôi trong vòng một mai và thời hạn là 6 tháng. Nếu sau 6 tháng mà còn thấy hung thủ lởn vởn gần mình thì trở lại tòa xin thêm 6 tháng nữa hay là 1 năm nữa. Có nghĩa là như thế này. Sau khi mình có tờ giấy này lận lưng rồi đó, nếu mình bị tấn công vì một lý do nào đó, người đầu tiên mà cảnh sát nghi ngờ đến sẽ là hai hung thủ kể trên. Sau hai lần nguy hiểm đó thì mình rất sợ hãi và bị run rẩy suốt mấy ngày, suốt mấy tiếng đồng hồ và không ngủ được nhiều đêm, cho đến khi có giấy ngăn cấm hung thủ của tòa án cấp thì mới bớt sợ. Lời cuối cùng này tôi xin cầu nguyện ơn trên ban cho tất cả mọi người được bình an từ khi sáng sớm thức dậy, đi học, đi làm cho đến khi đêm đến về nhà, sum họp với gia đình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi clip hôm nay. Xin bấm like và subscribe. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn lại clip sau nhé. Bye bye, cảm ơn quý vị.